Nó nhục tới một cái mức độ là năm mà lớp 6, lớp 7, lớp 8 trường Ba Đình đã mặc áo dài rồi. Nhưng mà cái áo dài của chị là lúc nào cũng màu nó cũng bị vàng hơn và nó rộng thùng thình. Cho mình nhìn với người khác ha. Dị họ. Và có còn nhiều những cái câu chuyện kinh khủng hơn. Ví dụ như là Vân đi học là các bạn nó hay lấy cái bút bi và bút chì nó đâm. Đâm chị á. Nó đâm vô người. Vậy đó là những đâm. Bạn gái hay những bạn nam? Cả nam cả nữ. Em ơi. Ủa cái thời đó người ta ăn hiếp vậy hả? Em nghĩ người xưa người ta hiền lắm, người ta không có bạo lực học đường. Ngày xưa là bạo lực học đường là hiền á, bây giờ nó quýnh là má nhận không. Hồi xưa là gạng ngồi vậy nè, làm sao là hay lấy bút bi chọt cái lưng rồi lấy cái thước chọt cái lưng rồi đó. Và không mắt thích mèo. Gì đó. Và mắt mèo và mắt mèo. Và sau đó thì chị phải mặc một cái áo khoác để cho nó không có đau, để cho nó không có đau. Mà cái áo khoác hồi đó nó khổ như vậy đó này. Nó không phải là áo khoác mỏng theo kiểu áo khoác mùa thu như bây giờ, mà là cái áo khoác đó là cái áo khoác lạnh mùa đông mà từ ngoài Bắc mang vào. Dày đúng không? Ừ, dày. Tại vì nhà chỉ có một cái thôi, không có cái thứ hai. Thì buổi sáng khoác đi nó cũng ấm, tại vì hồi đó mình rất là ốm. Nhưng mà buổi trưa bắt đầu trong lớp là nó nóng, nhưng mình không dám cười. Và Dương mặc như vậy xuyên suốt nguyên một cái thời cấp 2. Sao chị không làm cái gì đó cho người ta ngừng cái chuyện ăn hiếp chị đi? Cái câu hỏi này hay nè, câu hỏi này hay nè. Làm cái gì đó? Quýnh nó hay là đấu tranh mâu nhiệm nào đó? Thì chị không làm một cái gì đó. Em nói tại sao vậy chị? Đó không phải là chị đúng không? Chị bây giờ là chị sẽ phải làm cái gì đó. Đúng rồi. Mà sao ngày xưa chị không làm gì hết vậy? Đúng rồi. Bởi vì em và chị, chúng ta đang nói với nhau ở đây là khi chúng ta đã là những người phụ nữ 40 tuổi. Là hồi nhỏ chị khác dữ lắm, hồi nhỏ chị hiền dữ lắm luôn. Chị lớn lên chị cũng tự đặt tại sao đâu ra mình không phản kháng. Tại sao mình không biết cô, tại sao mình không biết thầy. Ủa thầy cô quá trời mà. Nhưng mà khi bắt đầu chị nghiên cứu sâu về tâm lý thì chị mới biết à, tại bộ não của con người tại thời điểm đó nó chỉ thế thôi. Đấy là phần của Vân. À, anh tới anh hai kìa. Anh hai đi học thì anh hai có bị phân biệt không à? Có chứ. Cũng vậy luôn anh hả? Cũng có luôn à? Có. Nhưng mà cũng có một số bạn ấy cũng rất là thương, rất là quý. Rồi anh có biết em gái mình bị bạo lực học đường không? Lúc anh có biết không? Không, cái đó thì chắc chắn là biết rồi. Anh biết. Ừ. Tại vì cái thời đó mà nó đều như nhau. Chị từng là người bị bắt nạt học đường như thế, bị đâm, bị ăn hiếp như thế mà chị không có biết, không có nghĩ rằng mình sẽ phản kháng. Còn bây giờ chị dạy con chị làm sao để nó hiểu rằng nó đang bị bắt nạt. Thường những cái đứa trẻ lớn con bự bậm trợ và nó hung dữ, những đứa trẻ đó nó sẽ là những đứa trẻ được sanh ra trong những cái thành phần nó rất là bất cập. Những cái thành phần mà có thể là bố mẹ nó đã từng bạo hành lẫn nhau hoặc là bạo hành nó. Và sau một cái môi trường gọi là lao động nó hơi thấp, thì những đứa trẻ đó thường sẽ có cái xu hướng về bạo lực. Và nó sẽ có cái xu hướng là không đánh những người bự con vạm vỡ, mà nó sẽ ăn hiếp. Đúng rồi. Nó sẽ lừa những cái đứa mà hiền lành, khù khờ và ốm yếu hơn nó để nó đánh. Mình phải dạy con của mình vâng, dạy đức. Khi mà ở trong trường tuyệt đối là không chơi với những bạn như vậy. Sẽ tập trung chơi với những cái bạn học giỏi và chơi thành từng một cái đội nhóm. Con không chơi một mình. Bởi vì khi con chơi có một cái đội nhóm mà đội nhóm là đội nhóm giỏi, đội nhóm ưu tú, thì không ai dám đụng tới con. Còn một việc nữa là con phải rất là thân với lại cô giáo chủ nhiệm và cô giáo quản nhiệm, để có bất kỳ chuyện gì con cũng có thể nói chuyện và chia sẻ với cô được. Và ngày nào Vân cũng dành thời gian để nghe con nói, nghe con chia sẻ bằng cách là đặt ra những câu hỏi mở. Không phải câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng là gì? Hôm nay con đi học có vui không? Không là câu hỏi đóng. Thì con ấy chỉ nói dạ có hay không. Mà con ơi, hôm nay đi học có chuyện gì kể cho mẹ nghe với. Con hãy kể cho mẹ nghe các bạn ở trong lớp. Các bạn chơi với con như thế nào? Có bạn nào ở trong đó có những cái hành động gì la mắng nhau hay là ăn hiếp nhau? Kể cho mẹ nghe thì bé nó sẽ kể cho hết toàn bộ những cái câu chuyện đó.